Còn bên đây nữa nè đó. Thấy ta đánh anh đã cho anh ta coi đánh cầu lông. Người ta coi á. Người ba có TikTok không? Có hả? Có luôn. Đó. Giờ người ta nghĩ người ta đang chơi nè mọi người. Sao ở đây rất là lớn. Có nghỉ hả? Trả hả chị hai? Hết rồi, để chơi rồi. 8 giờ. Anh Nam là Nam Hi. Có gì vậy? Ờ, John, tham gia. 비바 cũng hỏi nữa. Chơi cầu lông.